cao này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tựa game hài ơi là hài, Bunny Animal. Let's go. Đi ra vu. Cái à? Mẹ xin đi. Ông cày ông cày tôi. Mẹ xin đi. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phong cận tv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phong cận tv.net. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chọn nhân vật nha mấy ông. Thì ở đây tôi thấy có cái con cá sấu này nó đeo mắt kính nè, cho nên tôi sẽ chọn con cá sấu nha. Nhìn con thỏ gãy mông kìa. Trời ơi, tất nhiên rồi, mình không thể nào mà quên đi con thỏ của mình nên mình sẽ chọn con thỏ. Sammy là con mèo nè, còn Simmy là con vịt hả? Ủa, xin chơi con vịt luôn hả? Mình ơi. Gãy mông kìa. Sẵn sàng đi Sammy, sẵn sàng Sammy. Ok, ready, go. À, đây rồi, chưa gì vừa vô cái vũ khí rồi. Kairon tỉnh dậy chưa? À, tỉnh Sammy vậy? Sam. Oh yeah. Kairon nè, Kairon nè. Đúng rồi, mình mới chơi, mình mới chơi mà. Dưới đi. Sammy nè, à Simmy. Lý Tử Long. Trời ơi, bạn à. Bạn làm sao mà có thắng được mình được? Mình mới chơi cho bạn. Quá đỉnh Phong ơi, win. Mới vô mà Phong chơi tuyệt chiêu Lý Tử Long. Ôi, Sam còn sống. Ok, có cây súng, có cây súng. Biết tôi dịch nè, anh Phong cần với chúng tôi hả? Cái đó là mình. À, cái con này là gì? Bé cam hả? Bé cam hả? Bắn xin nha, mình xin cái gậy này các bạn. Xin ông. Quá mạnh. Trời ơi, mình thua rồi. Yeah, tôi thắng 2 trận rồi. Ê mọi người ơi, Phong mà thắng được 1 trận đó là coi như Phong thắng luôn á. Cố lên. Kairon đánh với mình hả Kairon? Chơi bằng tay không luôn, không cần cầm đồ. Cầm đồ hèn quá. Ây da, ngất xỉu rồi. Con cá sấu thì ngất xỉu. Đi ra bu. Ây da, đâu á. Ây da, cay. Nè, bạn nhìn mình nè, mình cầm cái đầu mình đánh nè, đó. Ê, bom nổ. À! Mình dùng cái đầu mình đánh rồi. Đầu nè, cách nút giữa. Bé cam. Con mèo, cái đầu. Phong đang cố gắng cầm cái chảo nè. Chỉ có một người biết cầm đầu thôi, chứ còn... Ôi, xin cái đầu kìa. Lùm cái. Giữ lâu. Sam ơi.
lầm của một lầm ông chảo ông lầm ông lầm ông lầm ông lầm ông đừng đừng có phong trời ơi sao mày đá mình đây đi mày đứng lại cho mình ôi mèo xem mày đánh phong đi mọi người phong phong sắp thắng rồi đó phong một trận nữa phong thắng rồi thắng rồi dạ 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 đúng rồi bắn rồi bắn rồi bắn rồi chị không biết sao đấm 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 ông đấm ông đấm ông đấm ông đấm ông hả đấm ông phong một trận nó không thắng rồi bạn ơi đấm ông đấm ông Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi. Phong ơi, Phong ơi, bạn 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 đứng yên nghe, bạn đứng yên. Từ 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 từ, mọi người đứng yên. Đứng yên, đứng yên. Ai da. Đây rồi. Ai da, ui lụm được. Khi đọc mọi người. A, tôi chết rồi. Vâng, và bây giờ là đến với trận đấu của hai chị em đi các bạn. Rất căng thẳng. Đây rồi, đây là cái xe của tôi. Bỏ ra, bỏ ra. Mình đi chơi đi Phong, mình đi chơi đi. Đây là bọn mình đi chơi nè, đi chơi nè, đi chơi, đi chơi, đi chơi, đi chơi. Mày xin mời gì vậy? Có cái xe mà ai cũng giành cái xe hết trơn vậy? Đây rồi, đây rồi. Bóp kìa, bóp kìa. Chỗ nè, nhiều quá, chịu bánh xác, mày coi chịu bánh xác. Ây da, trời ơi, sim đánh cây, sim ác của mọi người đang chạy, 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 chạy. Chạy. Ôi! Cặp đôi có sạn, cặp đôi có sạn. Mình có đồ rồi Phong ơi. Mình có đồ chơi rồi. Làm sao lấy đồ của mình vậy? Của mình. Ây da. Ủa, tao được rồi. Yeah! Sao có đồ chơi rồi, Sam ơi, từ từ Sam ơi, tình nghĩa chị em Sam ơi, tình nghĩa chị em. À, Simmy chạy á, Simmy chạy đâu á, Simmy. À, Kairon nè, Kairon nè. Sao mày nhẫn tâm quá vậy, mày đến mình mà không thương tiếng luôn. Sammy. À, mẹ Simmy. Ông cày ông, chết rồi, bây giờ một mình tôi đấu với hai chị em rồi. Xuống đi. Xuống đầu. Cú đó của Sam đánh dậy đi Phong, đánh dậy đi Phong, no, trời ơi một trận nữa thôi mà. Biết cách lắm rồi. Từ từ trận nhận ra nha, là Sammy với Phong Cận còn một trận nữa là thắng đó Sim ơi. Oh no. Ủa Sim, no, are you kidding? Phong Cận. Lý Tiểu Long. Cái đó Lý Tiểu Long quá. Đứa nhỏ Lý Tiểu Long, đứng dậy. Còn cả sau, Lý Tiểu Long. Cây ơi, cây ơi. Cây ơi, tha mình lần này cây. Cây tha mình lần này cây. Cây tha mình lần này cây. Cây. Ôi, đây rồi. Phong ơi, bình tĩnh luôn ơi. Bình tĩnh sao đâu. Tha đi Phong ơi. Từ từ thôi. Ủa, tôi quay cao được mọi người nè. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Bắn. Yeah. Quá mạnh. Phong quá mạnh. Kỳ quá trời ơi. Mình sẽ dùng con bò của mình. Ủa cái này con bò hay con tê giác? Cái này là con trâu. Cái này là con trâu. Rồi ready. Ok. Đó, tôi tập thể dục kìa không? Đó, mày thấy tôi tập thể dục không? Đó, tập thể dục vô đây nè. Tôi méo vậy ta. Con vô. Bụng bé răng. Ném bụng bé răng. Cảm ơn nha. Ai cho tôi cái búa vậy? Cảm ơn nha. Con trâu kìa.
để cho coi sức mạnh của con trâu nè. Ghê đi, trâu đấm ghê đi. À đây có cái búa rồi. Không có cái búa rồi. Mèo Simi nè. Con trâu. Mèo Simi. Con bò. Trời ơi, đánh con trâu giờ không lương tiếc. Sammy sút vào cái chỗ không nên sút, đau quá, ngất xỉu rồi. Trời ơi, cái xẻng tôi cầm kỹ quá ta. Khỉ con khỉ ơi, bình tĩnh con khỉ ơi. Ném bùm bê răng. Ủa, ây da, ủa, tôi ném tự chúng tôi luôn vậy. Ây da, Sammy còn ném vỏ chuối nữa đó. Sammy ném vỏ chuối nữa mà. Con ơi, đi rồi. Ây da, đâu nào. À, đây nè. Đây nè. Đâu nào. Đây nè. Đâu nào. Đây rồi. Tránh ra, tôi muốn có cái kẹo này, tránh ra. Tránh ra nè. Tránh ra nè. Cái xẻng này đau lắm. Tránh ra, coi ai tỉnh dậy không, ai tỉnh dậy không. Tỉnh dậy. Tỉnh nè, đấm phong nè. Hay da. Đúng rồi. Hay không. Dí đi. Không thèm dí. Không thèm dí. Hay da. Đá vào cái thủy đồ, đá thủy đồ bay bay. Xem ơi. Là con tôi khỉ mà. Xem ơi. Đừng đánh cái. Đừng đánh không xem ơi. Xem ơi. Sim đâu mà Sim đánh bạo lực quá. Xin lỗi. Em cứ đánh thoải mái gì. Khỉ đột. Ủa, không đi à. Con khỉ đột. Trời ơi mà sao mà đánh bạo lực quá ơi. Tôi mới chọi một cái vỏ chuối à, không tôi chọi con cá. Vô mặt sao? Cay. Đừng. Cay nào? Con. Chị vào. Chị con bò kia. Chị gì? Đánh đi. Trời ơi, xin bút một cái đi luôn. Nữ quyền lên ngôi, nữ quyền lên ngôi cây ơi. Em nắm tay chị xin. Giật điện xin nè. À cái đó làm gì? Cái làm gì? Làm gì? Giật khoai luôn. Chạy, nhảy. Mình có vũ khí hạng nặng rồi nha. Trời ơi, sao vũ khí hàng nặng ấy á. Tôi tự dính luôn. Làm gì nhau nào? Tôi xách cái súng tôi chạy. Sao chọi cái chảo thôi Sam. Ây da. Sao? Tỉnh dậy đi Phong. No. Xìm xích ra. Đúng rồi. Rồi sao? Bắn đi Sam. Trời ơi, ấy da, đau quá. Rồi, Sam né nè. Sao mày ép đi, Phong ơi. Ê, Kai ơi, hình như là Simmy đang muốn bảo vệ cho Sam, nhưng mà nhìn Sam cu teo quá. Sam đúng cu teo luôn. Mày bộ lao của chúng tôi à? Sim ơi, chọi đi Sim, chọi. Tôi đang chọi liên tục nè. Đã, đánh lè, con trâu nó đánh lè, ấy da. Đá nè. Ngủ luôn. Ôi, cái vũ khí kìa. Đây rồi. Trời ơi. Sao lên Sam, lụm đi Sam. Trời ơi. Bắn đi Sam. Bắn đại đi. No.
né là từ chúng tôi. Sam Sim ơi, không có gì, không có gì, không có gì, không có gì. Bỏ ra, bỏ ra. Đi đâu, ngay đâu, dắt ra đi chơi nhá. Đây ơi, đây ơi. Mèo Sim ơi hả? Mèo Sim. Cay rồi. Mày đánh ai vậy? Đây là trận đấu của hai người chúng ta. Hai người đàn ông. Bông ơi, quốc quốc gì ta đánh cái nào mày, tôi quăng cái cho. Ôi, cái đó đứng lại nào. Chạy đâu cho thét cây ơi. Như lại không? Chạy lại con trâu 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 không? Mệt quá, mệt quá. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà. Trời ơi, xích ra đi mà. Cái gì vậy Sim? Sao đâu, sao đâu, sao đâu. Anh đẩy khúc qua luôn. Rồi, để tôi, xin lỗi, xin lỗi nha, xin lỗi. Con cá là cho Kylon nè. Đẩy ơi. Biêu gì? Biêu bấm chiếu. Ây da, đau. Cay rồi. Này à, anh bạn. Cay rồi. Xuống đi Phong ơi. Đừng đẩy có khi nào kìa. Ây da, chết Phong rồi. Win rồi. Ủa chưa win hả? Win không? Win. Con khỉ này nha, nãy giờ nhìn trước mắt lắm rồi nha. Sức mạnh của lửa. Con bò lấy heo. Sức mạnh của lửa. Ai da, Sam ơi, Sam é cái phòng của vậy. Chết queo luôn. Sao không bảo vệ Sam mà Sam é cái phòng của vậy. Ai thắng đây? Simmy hay sao? Gõ. Lộn con khỉ. Uống nước sức mạnh vô nè. Nước sức mạnh nào? Cái đó nước sức mạnh nào? Nước sức mạnh lên nè. Ôi giời ơi. Ây da. Trời ơi. Cả ba đều bị giật điện luôn chứ quả chuối thiệt. Không sao. Tôi thấy có cái này. Hãy xem cái đây. Ui giời ơi, hụt rồi. Con cá sấu này nhìn mặt ghét quá. Ây da. Sim bắn. Bắn. Sammy dùng súc điện kìa. Ây da. Con cay đồ nè. Mèo Sammy à. Phong láo à. Ây trời. Mèo Sammy. Để tôi giúp ông Mèo Sammy. Ai. Muốn bom. Ném xuống dưới. Bỏ ra. Chạy bom nè. Cay bắn mình. Cay của te thật sự. Mình còn sống nha. Còn sống nè. Trời ơi trời. Bò
Còn sống hả? Còn thở là còn gỡ. Còn thở là còn gỡ. Simmy xuống dưới rồi. Còn thở. Thở. Thở đi. Thở đi cây. Còn thở là còn gỡ. Còn thở nè, đang thở đi. Bật à. Mình có đồ chơi rồi không ơi? Mèo Simmy. Con khỉ độc. Cái rồi nè. Con cá sấu. Lại quá lại con sao mày. Con. Bắn sao? Bắn sao? Đúng rồi, bắn sao? Bắn sao? Từ từ nè. Ê, xin lỗi Sam, không lỡ tay. Đứng lại đi bro. Gì đâu? Không, 2-1 rồi. 2-1 không chọc cũng mẹ. Yeah. Đau quá Sam ơi, đau quá Sam ơi, không cứu sao không được rồi. Đá cho cái đầu nè, đá cho cái đầu. Ông phải lấy Phong ơi. Đá Phong ơi. Trời ơi, ông khôn dữ vậy Phong ơi. Yên tâm. Sao không? Ui trời ơi, ghê vậy. Ghê chưa? Ê, Simmy. Quái đèn đi. Lấy vũ khí đi Phong ơi. Phong đang cố nhưng mà đông quá. Rồi xong. No. Cái đó anh và Simmy ai sẽ thắng đây? Không để cái thắng. Ây da, trời ơi. Không. Leo lên. Hay quá Simmy. Không để cái thắng, căng thẳng quá, còn chừng này bao nhiêu người thắng nè? Phong làm gì? Không làm gì hả? Đang đọc cách sử dụng hả? Đang đọc hướng dẫn sử dụng hả? Hướng dẫn sử dụng nè. Ghê chưa? Sim ơi, mình với bạn đóng tụ. Đá vô cái đầu. Đá vô cái đầu của khí độc. Tao. Ây da, đừng bắn tôi mà. Ơi, giật quá. Sammy giật. Đá vô cái đầu con cái xấu nè. Cày. Cày thế hả? Cày quá không biết. Sim còn bắn tôi nữa. Sim còn bắn tôi nữa. Con khí độc. Sim ơi, hai tụi mình đi. Con bò. Tôi bị giật đến chết luôn. Ây da, tôi nhảy vào khí độc rồi. Sim ơi. Ây da, Sim ơi. Không đi cây. Sim ơi, cây dẫn cái đèn chơi. Cây quá. Con không đi luôn hả? Ôi trời ơi. Không để xin thắng. Tôi không để xin thắng. No. Đúng rồi, để chị giúp. Yeah. Simmy victory. No, trời ơi. Công sức của cây. Yeah. Cây quá. Lên đánh Sim. Ấy da. Chụp ảnh tôi nha nữa chứ. Ok bạn ơi, vậy là coi như mấy trận vừa rồi á là tôi được top 1 một lần nè, và Simmy được top 1 là người thứ hai nha. Trời ơi, đúng là anti fan và idol gọi là được top chung nhau cũng vui ha. Đúng rồi, cũng vui. Đấy, thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này và muốn bọn mình chơi tiếp tục cái game này, đừng quên hãy comment xuống bên dưới và nhấn nút like cái video này ủng hộ cho mình nha bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye. Tạm biệt. Bye.
Simi, Simi, Kairon, Simi, Simi. Hồi nãy bạn bắn ai? Hồi nãy bạn bắn ai Sim? Hả? Sim, 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 Sim. What is this? Ai đó?